chị người ốc hàng thánh của mình. Đó, mọi người thấy ngon chưa? Lần đầu ăn món ốc này đúng không mọi người? Nó dài lắm mọi người ơi. Tóm mình mua là 3 kg. Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình và anh Heo đây. Sáng mình anh Heo có đi tìm mua được ốc nè, mọi người coi nè, gần vô chút rồi. Trời ơi, nó bự quá trời bự luôn. Nào giờ trong đời mới thấy con ốc bự gì luôn mọi người, chưa được có ăn lần nào hết trơn. Thôi bây giờ mình sẽ chà rửa sạch sẽ ba cái gông với lại nhớt của nó ra, rồi mình ra giường mình làm tiếp nha. Thì do lần đầu mình mua được con ốc này mọi người, chưa có ăn luôn, bởi vì mình không biết làm sao. Nói chung mình chỉ có dòm trên mạng kêu chà cho sạch là ăn được mọi người. Bây giờ mình chà cho sạch, mình đem ra mình hấp xả trước rồi một chút mình mới nướng sa tế lại nha. Nó ốc này chắc hấp lâu dữ lắm á. Thì mình thật Heo cũng làm xong con ốc rồi ở giường này mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp một cái thắc mắc của mọi người hỏi mình với Heo khá là nhiều mà nhắn tin riêng nha. Đó là mình thật Heo kiếm tiền từ đâu mà làm những cái clip khá là đầu tư á mọi người. Thì mình có chia sẻ bên TikTok một lần rồi, đúng rồi, bên TikTok mình chia sẻ một lần. Nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người ở bên YouTube nha. Thì ngoài TikTok, YouTube thì mình còn kiếm được thêm một ít ở trên, đó chính là XUSDT. Đó là một cái web mọi người chỉ cần nhắn giống màn hình nè, đó là sẽ đưa mọi người đến một trang web nha. Thì đây là cái giao diện của web nè mọi người chỉ cần bấm cái gan gì thôi nha. Đây là một cái sàn mua bán giao dịch tiền ảo hàng đầu á mọi người. Đây, thì đây là cái giao diện đăng ký nè, kéo xuống cái này. Rồi mọi người có thể thấy. Đăng ký tài khoản mọi người sẽ nhận ngay được 1 đô, tải app liên hệ chăm sóc khách hàng mọi người sẽ nhận thêm được 1.8 đô nữa. Đó, mọi người thấy chưa, chưa trơn mới là có tiền rồi đó. Và đây là bây giờ Heo đăng ký đi Heo. Rồi mình sẽ đăng ký tài khoản nha. Đó, khi đăng ký xong mọi người chỉ cần xác minh lại cái nữa nha, đã bấm vô rồi. Đó này mình chỉ cần xác minh họ tên số chứng minh nhân dân nha mọi người. Để xác minh này là mình sẽ nhận được 1.8 đô á nha. Tại web mọi người có thể nạp và rút tiền qua tài khoản ngân hàng của mình luôn nha mọi người. Đó, đây là cái rút nè. Thì khi vào web mọi người sẽ có thể thấy được rất là nhiều cái biểu đồ đâu, đó rút qua rút lại cái heo. Đó thấy chưa? Ở dưới đây bán hoặc mua này mọi người. Đó thì trên khi mà mọi người dùng app mọi người chỉ cần mình để ý coi cái nào mà nó đang giảm đó mọi người thì mình mua vào nha. Đến khi nó tăng thì mình lại bán ra là mình có lãi đó mọi người, rất là đơn giản luôn. Thì tiền của mọi người cân nhắc trước khi muốn cân nhắc kỹ trước khi muốn đầu tư gì đó mọi người ơi. À mà quên nữa, khi mọi người nạp 1 triệu sẽ được nhận ngay 80.000 đồng nữa nha mọi người. Đó rất là nhiều quà tặng nha. Mọi người cùng chơi mình, link mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như là bình luận để mọi người dễ tìm nha. Bấm vào đó là ra nha mọi người. Đó thì mình đã trả lời câu hỏi của mọi người rồi nha. Bây giờ mình sẽ nhúm lửa và làm con ốc này thôi. Công nhận ốc bự kinh khủng, đang khá là thèm luôn. Trải nghiệm thử coi thịt nó làm sao ha Heo. Ừ đúng rồi, đó giờ chưa được ăn luôn. Rồi bây giờ mình thật Heo bỏ nó lên luộc xả trước nha mọi người. Rồi đậy nắp lại đi Heo ơi. Con này nó hơi to nên mình luộc hơi lâu một chút nha. Sau khi mình hấp xong đem nó ra, đặng mình lấy cái ruột nó ra. Công nhận cái con này khó lấy lắm, mình phải đập cái đít nó ra gì nè mình mới đẩy ra mình mới lấy được. Công nhận hai thằng mà làm cả buổi trời mới ra, bởi không có quay cho người xem mình được mình tính luôn. Là giữ nguyên cái vỏ này nhưng mà không được mọi người ơi. Nó hít cái gì trong cứ ngắt rồi, bởi vì mình không có quay cho người xem được luôn nè, tay chân coi nè. Đó, hai thằng làm nha, thôi cuối cùng cũng lấy ra được hết cục ruột rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái này mình đem ướp sa tế của mình nướng nha mọi người. Nó nướng là ăn mới ngon nha. Rồi đang làm bị chuyển mưa đó mọi người, không hiểu sao đang nắng chang chang cái mưa hoài, công nhận xu ghê. Lần nào mình quay clip cũng bị trời mưa chứ mọi người. Đó bây giờ mình ướp nó một chút xíu rồi mình đem ra mình nướng nha. Đang làm mưa nó gầu gì đâu á, thôi bỏ lên nướng nha mọi người. À, chưa mưa nào mưa mình tính nha. Trời trời, coi miếng nào miếng nấy coi nè. Nó dai cực kỳ luôn mọi người, lễ cả buổi nó mới ra đó. Thôi giờ để nó chín là ăn thôi. Xong mọi người ơi, và cũng trời mưa luôn mọi người nghe tiếng nè. Hoài luôn á mọi người. Mình đi tú quay là mưa. Bữa nào làm mà cứ quay còn chút nữa xong là sẽ bị trời mưa nha. Mình thôi vô nhà ăn luôn. Mọi người nghe hơi ồn chút mọi người cũng thông cảm ha. Thôi bây giờ ăn nha. Mỗi cái mình sẽ sắp lát nó ra vậy nữa rồi. Tại cái này nó dài lắm nha mọi người. Nãy ăn thử miếng nó dài quá trời quá đắt luôn, bởi sắc mỏng nè. Mọi người coi ngóc đi ăn luôn á. Khủng bơ mồm chà mẹ luôn coi cái đít nè. Đặt ra mới lấy được mọi người, hai thằng giật tưởng đâu chơi đồ giặt không à. Tôi giật nghĩ luôn á mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ ăn nha, mình sẽ ghim như thế này. Để chị mua ốc hàng thánh của mình. Đó, mọi người thấy ngon chưa? Lần đầu ăn món ốc này đúng không mọi người? Nó dài lắm mọi người ơi. Tóm mình mua là 3 kg. Này gọi là ốc giác vàng. Còn có ốc giác đen nữa mà nó xấu không? Thì cái này nó khá là hiếm nha mọi người. Kiếm lâu lắm mới có. Khá là hiếm luôn. Mời con to vậy khó, rất khó để kiếm nha mọi người. Có mấy con nhỏ thì dễ. Nó nhỏ con ăn đâu dài, con này mới dài. Nãy thì tưởng đâu ăn gan bò không? Bởi vì mấy miếng trắng rồi. Mấy miếng trắng này mới dai mới dữ. Là cái mại của nó mọi người. Cái phần ngoại mọi người ăn nó dai thực sự, ăn nó dai nhai răng vậy đó. Còn có cái phần đít á, cái đít ốc á. Cái phần mềm mềm á, cái đít ốc nè. Mọi người nhìn cái này đâu có biết con ốc đâu, tưởng đâu là mực không á. Nè, cái này đít ốc đó nè. Coi nè.
cái này mình ăn nó mềm hơn mọi người, vẫn dai nhưng mà nó mềm, nó mềm dễ ăn hơn nha. Cắn này thịt thịt luôn. Thế là hạn chế mà mấy người mà ít găng á. Còn nú là ăn không được đó. Cái này là mình mua nói chung giá nó cũng hơi chua một tí nha mọi người, nó hơi đắt mà nó còn tại vì nó hiếm mà, đúng không? Mấy cái đít nè, mấy cái này ăn nó mềm hơn. Quà wow, chấm rồi nè, nhiều nhão rồi mọi người. Hỏi người cả tuần mình mới quay clip được, đụng quay lại cái nào mưa luôn. Vậy là ông trời ăn mừng hai tụi mình quay lại. Bữa nay nữa là cũng như là 6-7 ngày mình mới quay đó mọi người. Tại vì mình kẹt công chuyện này kia tùm lum hết trơn á, cũng ra trời mưa đó, mình không quay được. Chứ không phải là không muốn quay. Còn nè, ở đây còn nhiều lắm nha mọi người. Khu nguyên cục nè. Nguyên cục bự cho bá luôn mọi người. Cái này mình hẻo mới có nửa cục thôi đó, còn cục nằm đây nè. Cắt là nhiều luôn. Nó ra quá trời nhiều luôn. Tại vì nếu mà mình cắt nó dày quá thì mình ăn không nổi. Bởi vì mỏng mỏng thì nó nhiều nha. Đó, miếng bự vô chiều luôn nè. Dạ miếng này chắc đỡ cái hàng của mình luôn á. Dài quá. Không nhỏ dài. Dài thì cái này do nào giờ chưa biết, bởi mình ăn trải nghiệm thôi chứ bình thường mua con này ăn ngán á mọi người. Giá nó chua mà lại nó còn dai nữa nha. Ngon thì nó ngon thiệt nhưng mà nó nhai mà hồi nó mỏi hàm quá. Con ăn mua con nhỏ nhỏ thôi phải không? Mình không nói chuyện đường mọi người biết rồi. Mình mua mình luộc làm đâu mà hơn nửa tiếng đó mọi người, mà mình nướng lại cái nó mới nó còn dai vậy đó trời. Công nhận thiệt, mấy cái răng mà trắng trắng nè cái dai, cái phần cái đít thì nó còn dễ ăn hơn nha. Đi ra coi chó ơi, cái mực này mực của mình mọi người, cái thằng rắn này ăn nhiều hơn. Ừ, đúng rồi. Còn cái mày nữa da quá da mà mỗi răng luôn á. Nói chung tại cái này mình mới ăn lần đầu, mình không biết cách nó làm sao. Mình coi trên mạng sao là mình làm cái gan vậy mọi người, mình gốt cuộn cho nó dai nhưng mà bù lại ăn nó cũng được. Ừ, đúng không? Nó cũng ngọt. Ừ, tiên cái là hơi dai thôi nha, mà hồi nó hơi mỏi miệng tí gì đó mọi người. Cái này làm được nhiều món luôn nha mọi người. Mọi người xào được cũng được á. Quá chi nhiều. Da cũng rất cục bự. Da muốn chết luôn. Mình trời, cái da nuốt cục đó cái muốn tắt thở luôn. Rồi chắc clip này mình sẽ ngưng tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip mình với anh em nha. Nếu thấy hay nhớ để lại một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.